Tập 12. Cái gì? Tên trộm kia vậy mà lại trốn thoát được từ tay ngươi? Không sai. Tối hôm qua có mấy lần ta suýt chút nữa là bắt được hắn, nhưng bị hắn lợi dụng địa hình trốn thoát. Có điều ta đã lấy được nhúm lông sói trên người hắn ta. Lông sói? Chẳng lẽ là tộc Tuyết Lan? Là bọn họ trộm Tuyết Liên sao? Rất có khả năng bọn họ quyết định cài cấm nội gián trong phủ Thanh Vũ. Rất ít người có thể vào được hậu viện. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm được hắn. Khổng Thất, sao rồi? Ta nghe nói hôm nay trước thiên đường có chuyện lớn xảy ra. Giữa Thanh Long, Vũ Nông và Tiêu Sơn hiểu lầm nhau, nguyên do là vì tỷ nữ Liên Y kia. Vậy liệu có phải Liên Y kia là người lấy cắp Tuyết Liên không? Có lẽ không phải. Trong Hoa Thanh Vũ Nông vẫn luôn ở cạnh cô ta, cũng có hạ nhân chứng minh. Cặp sừng to như vậy sao? Vậy Tiểu Sơn, Tiểu Sơn công chúa có ổn không? Quân thượng, vậy suốt cuộc là chuyện thế nào? Khổng Thất, những chuyện này chúng ta không cần thiết phải biết. Ngươi chỉ cần nhớ rằng nhiệm vụ của ngươi là thông qua Tiêu Sơn để lấy được băng quả thần thạch. Còn ta và Hàn Sinh phụ trách tìm lại Tuyết Liên. Trong phủ Thanh Vũ nhiều người lắm chuyện, chúng ta sau này cố gắng gặp nhau vào đêm khuya. Người đâu? Công chúa cả ngày không hề ăn một hạt cơm nào. A Thất bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ngọt có thể an thần giúp ngon nhất. Trà này dưới lòng người, nhạt tuyết, không uống cũng được. Công chúa, đây là binh pháp sao? Người từng bị tộc Tuyết Lan bắt nhốt, có lẽ cũng biết độ gian xảo đáng gờm của chúng. Lần này tuy thất bại, nhưng không lâu sau sẽ lại kéo nhau trở lại, cho nên có sẵn lối sách mới không lâm vào cảnh nước đến chân mới nhảy. Vậy công chúa, người còn muốn tiếp tục ra chiến trường sao? Đến nay ta đã được gả cho người ta, đương nhiên sẽ không cần ra trận giết địch nữa. Viết sách lược này chẳng qua chỉ là giết thời gian thôi. Công chúa, trong này ghi rõ địa hình có khe núi, nên đóng quân nơi xuôi gió cùng với thượng lưu bờ sông. Nơi xuôi gió, không phải gió sẽ thổi làm mình hồ đồ sao? Thượng lưu bờ sông lại có ý gì vậy? Nơi khe núi gió sẽ lớn nằm ở hướng xuôi gió, có thể dùng khói độc khống chế địch. Nếu như gặp mùa mưa có thể đắp đập thượng nguồn, để đến khi nước động đủ sâu sẽ xả lũ nhấn chìm ba quân. Cao thủ lắm. Nếu ngươi thực sự thấy hứng thú, đi đem chỗ binh thư kia lại đây, ta giảng thật kỹ cho ngươi nghe. Đêm nay suốt cuộc là đêm nào ta gặp được chàng vui xiết bao. Chào.
Nhìn kia, đó là đế quân Thanh Loan của Vũ tộc, chiến thần Vũ tộc thiên giới trong truyền thuyết. Chiến thần có lợi hại bằng chiến thần tuyết diệt của chúng ta là Tiêu Tam công chúa không? Các người về trước đi, ta sẽ về sau. Hai người đi theo, bảo vệ công chúa. Những người khác ở lại đợi lệnh. Rõ. Ngươi không sao chứ? Đưa chàng về cung điện dưỡng thương. Công chúa, đại dương nếu biết chuyện này sợ sẽ làm loạn quy tắc trong cung. Vậy thì đổi chỗ khác. Người đâu? Mau. Đau, đau. Giết. Ba tộc đừng hòng phạm thần tộc ta. Đã bị thương như vậy sao còn muốn giết? Công chúa. Thanh Vũ Nông, ngươi xem ta mang tới cho ngươi cái gì đây? Phụ quân, phụ quân, quỳ xuống. Trộm giấu phản đồ thiên đình, con muốn bỏ mặc cả gia tộc Tuyết Đà Tiêu thị ta không lo sao? Phụ quân, một người ngay cả khi mơ cũng muốn giết chết người của ma tộc thì sao có thể là phản đồ? Chàng là Thanh Vũ đế quân, chàng là thiên thần mà. Sơn Nhi, cô còn non lắm. Còn về hắn là người thế nào, ta sẽ giao hắn cho thiên đình, sẽ tự định luận. Phụ quân, chàng còn chưa bình phục cần tĩnh dưỡng, người hãy để cho con chăm sóc chàng đi. Im mồm. Hãy ở lại đây cho ta tự suy nghĩ lại. Phụ quân. Phụ quân à. Phụ quân. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Tất cả những điều đại dương làm đều là muốn tốt cho Tiêu thị. Ngươi đừng đau lòng nữa. Liên Y, phụ quân nhất định đưa chàng đến nơi khác rồi. Ngươi thay ta xem chàng sao được không? Ta... Đêm nay suốt cuộc là đêm nào? Ta gặp được chàng vui xiết bao. Giờ đây chia ly, không biết bao giờ gặp lại. Không biết gặp lại nhau nơi nào nữa. Thanh Vũ Nông. Thanh Vũ Nông. Ngươi tóm lại là Tiêu Sơn hay là Tiểu Sơn? Hay là Tiểu Sơn? Ngươi là Tiêu Sơn yêu Thanh Vũ Nông, không phải Tiểu Sơn của ta. Nhưng mà cả hai lại cùng một người. Người này chắc chắn là nội gián.
Bây giờ phải làm sao? Cái này, cái họa phù quỷ quái này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Đây là ám ngữ dùng liên lạc tộc Đức Lan, ngày đại hôn, phòng thanh vũ nông, thuốc này cực độc, hành động cẩn thận. Bọn chúng muốn hạ độc thanh vũ nông, lại còn đại hôn gì nữa? Là đại hôn gì chứ? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thanh vũ nông và liên y rồi. Thanh vũ nông đúng là một tên lăng nhăng. Ta thấy liên y này chính là nội gián của tổng Tuyết Lan. Bọn chúng trong ngoài phối hợp rồi trộm mất Tuyết Liên. Bây giờ lại muốn chia cắt mối quan hệ giữa Tiêu Sơn và Thanh Vũ Nông. Liên minh vũ tộc và tộc Tuyết Đà đúng là gây rất nhiều bất lợi cho tộc Tuyết Lan. Nhưng liên y này có phải là người của tộc Tuyết Lan không? Vẫn cần phải chứng minh thêm. Chúng ta cần phải đợi thời cơ, trốn vào trong phòng, im lặng quan sát, mới có thể một mẻ bắt được hết cả tên nội gián thâm sâu kia. Sau đó tìm lại được Tuyết Liên. Người nghe nói chưa? Đế quân muốn cưới liên y cô nương về nhà đấy. Không phải chứ? Phu nhân về nhà, ta chỉ mới hơn tháng mà. Nghe nói người đế quân muốn cưới vốn là liên y cô nương, là do Tiêu thị dùng thủ đoạn mới nhất được tam công chúa vào. Các ngươi ngậm miệng lại cho ta, cút ra ngoài hết đi. Mỗi cuốn sách này từ xưa đến nay đều đã cứu hàng vạn người. Nếu ngươi phụ bạc chúng, ta sẽ không dạy binh pháp cho ngươi. Sau lưng nhà ngươi bọn họ đều dị nghị như vậy, ngươi còn để ý chỗ binh thư này? A Thất, những hạ nhân này xem thường ta chẳng qua cũng chỉ là làm theo thái độ của chủ nhân. Ngươi hà cớ phải giận dữ? Là ta không hiểu. Ngươi rõ ràng để ý, ta sẽ không đi tranh, không đi cướp, thậm chí không muốn nhìn thắng nữa cơ. Bởi vì ta không dám. Rõ ràng là người ta yêu quý, lại đi ngọt ngào ái ơn với người khác. Ánh mắt dịu dàng ấy không còn thuộc về ta nữa. Mỗi lời nỉ non bên tai đều không liên quan tới ta. Ta nhìn thấy tim ta còn đau hơn dao cắt hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng mà người, phu nhân, đế quân mời người đến hậu hoa viên gặp mặt. Cứ nói ta không được khỏe, không tiện gặp mặt. Đế quân nói chuyện vô cùng khẩn cấp, mời phu nhân nhất định phải đến. Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Tiêu Sơn, hôm nay ta gọi ngươi đến là có một chuyện muốn báo. Bổn quân đã quyết sẽ cùng liên y kết thành lương duyên. Công chúa của chúng ta không đồng ý. Khổng Thất, một tay bảo vệ, làm gì tới lượt ngươi nói chuyện? Hắn là người của ta. Điều mà hắn nói cũng chính là điều ta muốn nói. Tiêu Sơn, ta và ngươi nếu đã hành lễ phu thê, ta cũng tôn ngươi một tiếng phu nhân, thông báo cho ngươi một câu, chính là sự nhượng bộ lớn nhất của ta. Ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nếu ta đã là chính cung phu nhân của phủ Thanh Vũ, ta vẫn phải nói một câu. Liên y và ta bầu bạn nhiều năm, đến nay tìm được người tốt, tự ta sẽ chúc phúc. Nhưng ta là tam công chúa của Tiêu thị, tuyệt đối không chung phu quân với kẻ khác. Vậy ta cứ dứt quyết muốn cưới thì sao? Vậy Tiêu Sơn chỉ có thể lấy mạng để chống lại thôi. Đế quân, được thôi, Tiêu gia đời đời làm tướng. Hôm nay ta và ngươi tỉ thí một trận. Nếu ta thắng, ngươi không được ngăn ta thành thân. Nếu ngươi thắng, ta sẽ chết trên trận này. Thanh Vũ Nông, chỉ vì cô ấy mà ngươi ra nông nỗi này sao? Mạng của ta là do nàng ấy cứu. Nếu không thể bên nhau trọn đời, thì còn gì vui để sống nữa.
Ngươi biết cố cách nhà họ Tiêu ta, dù cho ngươi có là phu quân của ta, ta cũng sẽ không nương tay. Như vậy rất tốt. Sớm đã nghe danh Tiêu Tam công chúa dùng kiếm tàn nhẫn, không hề có chút dịu dàng của nữ tử. Hôm nay ta sẽ thỉnh giáo xem. Ta và ngươi thực sự phải đến bước đường này sao? Hồng Thất, công chúa, lấy kiếm. Người đâu? Liên Y, Tiêu Sơn, ngươi. Liên Y, Liên Y. Thanh Vũ Nông, công chúa. Công chúa, công chúa, công chúa. Suy cho cùng thì ta vẫn thua rồi. Mấy hôm nay ta đã tìm được cách bọn chúng truyền tin. Chỉ cần quân thượng, Hồng Thất xin người cho hay giữa Tiêu Sơn và Thanh Vũ Nông lui tới với nhau thế nào. Hồng Thất, ngươi làm gì vậy? Ngươi mau đứng dậy rồi nói. Quân thượng, người sai rồi. Ngươi nói Tiểu Sơn và Tiêu Sơn khác nhau. Ngươi chắc ngươi nhớ rằng Tiểu Sơn trong ngày lễ trưởng thành, hồn thú mà cô ấy đối mặt đã hóa thành một con chim xanh. Nỗi sợ trong lòng không thể lừa dối ai được. Lẽ nào ta còn phải dương mắt nhìn Thanh Vũ Nông bắt nạt sỉ nhục cô ấy, cuối cùng để nó biến thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa nửa đời còn lại của cô ấy sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn đi cứu cô ấy. Vậy ai sẽ cứu Tiểu Sơn? Chuyện này chúng ta đến đây ở lại đến giờ đều là vì Tiểu Sơn. Khổng Thất, chúng ta không thuộc về thế giới này. Còn ngươi với Tiêu Sơn, ngoại trừ việc tìm cách nghĩ cách để lấy được băng quả thần thạch ra thì không nên nảy sinh bất cứ tình cảm nào khác. Nếu không, chúng ta sẽ có khả năng sẽ không thể quay trở về. Nhưng mà không có nhưng mà gì hết. Đây là mệnh lệnh. Lùi xuống đi. Xuân yêu, có phải ngươi quá nhẫn tâm rồi không? Bổn quân chẳng qua chỉ là có gì nói nấy thôi. Sao đây? Ta muốn biết, có phải tất cả tình cảm trong mắt ngươi đều không đáng để nhắc tới? Ta không hề nói như vậy. Ý của ta là, khi đối diện với bất cứ tình cảm nào đều không nên để nó làm cho mù quáng. Nếu không, ngươi sẽ khiến cho bản thân và người khác rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cổ nhân nói, từng say mới biết rượu nồng, từng yêu mới biết tim đau. Người chưa từng say, chưa từng yêu, sao có thể hiểu được cảm xúc của người trong cuộc? Nói cho cùng, con không phải lấy cớ cho sự lạnh lùng, tàn nhẫn, ích kỷ tư lợi của mình sao? Vậy người hiểu như vậy là vì từng yêu, từng đau sao? Ta đi đây, không nói với ngươi.
Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Đây là phòng của ta, phải là ngươi đi ra mới đúng. Không phải, đi ra. Hàng Sinh, Hàng Sinh ơi là Hàng Sinh, hắn ta là yêu dương, sống được chiếc ngàn năm đấy. Nói chuyện tình cảm với hắn, chẳng phải đàn gãy tai trâu sao? Tam công chúa, lúc ấy Tộc Tuyết Lang rút về núi Tuyết Thiên Hàng, chúng ta đang tính xông lên tấn công doanh trại địch, không ngờ bọn chúng lại châm ngòi, chỗ pháo đã chôn sẵn dưới chân núi tuyết, làm cho tuyết lở, tộc ta không ai sống sót. Bây giờ chiến sự nguy cấp, vẫn mong ta công chúa dân tấu mời Thanh Vũ đế quân nói rõ tình hình. Mong Lý thừa tướng yên tâm. Tiêu thị Thanh Vũ thần tộc vốn là vì muốn chế ngự kẻ địch bên ngoài, nên mới có cuộc hôn nhân này. Cũng mong hồi bẩm phụ quân, Tiêu Sơn không quên sứ mệnh, sẽ mau chóng thỉnh cầu phụ quân phái binh chi viện. Giờ đây tuyết vực gặp loạn, Tiêu Sơn không có mặt, còn phiền Thế Bá phải vất vả nhiều. Đa tạ Tam công chúa. Về rồi sao? Cái này người đã viết xong rồi thì ta gửi đi cho người. Đứng lại. Ngươi làm gì vậy? Thứ vô dụng này nên đốt đi thì hơn. Người sao lại đốt nó đi? Vết thương của người lại tái phát rồi. Không lẽ hôm nay người lại đi đến sân luyện võ sao? Người luyện võ không thể bỏ ngày nào. Vết thương của người nghiêm trọng như vậy, ta bây giờ đi tìm thầy thuốc. Quay lại, người bôi thuốc cho ta. Quả thật vẫn là đứa trẻ, bị dọa sợ rồi đúng không? Đây là quân chương chiến công mà mỗi binh sĩ chinh chiến xa trường đều khát vọng có được. Bắt đầu đi. Chiều càng ngày còn không biết trên dưới. Rời khỏi chúng đau lòng ta đi thì nhẹ nhàng lắm. Nhưng còn Tiêu thị ta thì sao? Hơn 10 vạn con dân thì sao? Lẽ nào bọn họ không có người nhà, không có người yêu sao? Sinh ly là niềm đau, thấu tâm can. Còn tự biệt là nỗi đau đớn hơn gấp bội phần. Nhưng người làm như vậy đáng không? Chỉ cần trong lòng ngươi có người muốn bảo vệ thì sẽ đáng. Tại sao ngươi cứ mãi quản ta? Khi ta còn ngủ say, đã nghe thấy có một người vẫn luôn gọi ta, nói chuyện với ta, ngày đêm làm bạn với ta. Trời nắng đẹp rồi, hắn sẽ đưa ta đi tắm nắng. Trời đổ mưa thì hắn sẽ che gió che mưa cho ta. Từ lúc ấy ta đã thề rằng, đợi sau khi ta tỉnh lại, ta nhất định phải giữ chặt người này. Nhưng dở ngươi ngã chết thì làm sao? Có đáng không? Chỉ cần trong lòng có người muốn bảo vệ thì sẽ xứng đáng.
Vết thương này của ta cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngươi đây là đang muốn khóc hết nước mắt cho cả ngày đưa tang ta sao? Nói bậy. Ta vừa nãy thấy trước mặt có một tên ngốc, rất ngốc, nên ta cười ra trước mắt. Cái cớ này quá ư là tệ. Ta... Đế quân, phu nhân đến rồi. Đại hôn của ta và Liên Y quyết định tổ chức vào 3 ngày sau. Đến lúc đó dân võ bá quan trong tộc, gia chủ năm họ đều đến đủ. Nếu ngươi không muốn thì có thể không đến. Đế quân sợ ta sẽ làm hại tổn thương Liên Y thì đúng hơn. Trước khi ta hết lòng vì ngươi là vì đố kỵ với Liên Y. Trận chiến trước trên sân luyện võ, thấy các người sống chết có nhau, nếu như ta còn khốn khổ chạy theo, chẳng qua cũng chỉ là rước thêm phiền não. Có người nói với ta, lòng người như chén trà lạnh, trà lạnh rồi không nên uống nữa. Ngươi nghĩ được như vậy rất tốt. Lời cầu kiến này là vì muốn nhắc nhở đế quân, ta và ngươi đại hôn nên danh phu thê, là vì giúp hai tộc Thanh Vũ Tuyết Đà xây dựng quan hệ. Gần đây Tuyết Lan có động tĩnh bất thường, làm cho chiến sự liên miên. Phu quân có thể phái binh chi viện cùng canh phòng với ta. Việc liên quan tới hai tộc ta biết nặng nhẹ. Ngươi có kế hoạch gì? Chiến trường lần này cao nguyên đất rừng, tộc Tuyết Lan cần băng qua hiệp cốc mới có thể đến được. Tộc Tuyết Lan rất giỏi xung phong đi đầu, nếu đối đầu trực diện các ngươi không có phần chắc ăn. Ngươi muốn mượn bao nhiêu người của ta? 300. 300 chọi 3.000. Ngươi muốn người của ta đi chịu chết sao? Ta muốn đặt chiến trường tại đây, Hồng Lĩnh hiệp cốc. Ta sẽ đánh trận này mà không mất một quân nào. Nói tiếp đi. Đường qua hai núi nhỏ hẹp, không dễ bày binh bố trận. Trước tiên dùng một đội binh mã dẫn dụ, sau đó lợi dụng thuốc nổ chặn đường trước, cản đường sau. Ta đứng ở hai bên núi, lăn đá xuống, bắn tên lửa, đốt sạch cây cối và lương thực của chúng. Viện binh không đến kịp, cho dù dùng dãy thế nào cũng chỉ là nhốt thú trong lòng thôi. Chúng ta thậm chí không cần tranh đấu trực diện cũng có thể giành được thắng lợi. Đế quân nếu còn lo ngại, Tiêu Sơn có thể tự mình đưa binh ra trận. Có dũng có mưu, không hổ danh là chiến thần Tiêu Thị. Cứ làm theo cách ngươi nói. Chiến sĩ kỵ binh trong doanh dưới trướng ta ai ai cũng tinh nhuệ. Ta cũng sẽ gọi thêm tướng lĩnh giỏi nhất. Chuyện đưa binh ngươi không cần lo. Cảm tạ đế quân. Ta biết ngươi ở trong phủ ngày đêm buồn tẻ. Sau này chuyện chiến sự, ngươi có thể cùng tham gia. Đã lúc nào rồi mà còn ăn? Ta đói mà. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là tiệc thành hôn, không được ăn sơn hào hải vị mà còn phải chịu đói. Đợi ngươi thành hôn có thể làm tiệc thật lớn, ăn 3 ngày 3 đêm. Nếu chúng ta không về được thì có thể hít gió trời thôi đấy. Đế quân đến.
Đế quân, hai ta uống rượu giao bôi trước đi. Hóa ra đây chính là rơi vào bể tình như là phát bệnh, cuồng loạn ấy. Rượu, trong rượu có độc. Xem ra trong rượu không có. Là túi thơm. Khi ngủ cũng hít phải khí độc rồi lan ra toàn thân. Khi phát hiện đã không thể cứu chữa. Xuân yêu, ngươi mau nghĩ cách đi. Đế quân, xem ra cũng không ở trong túi thơm. Vậy thì giấu ở đâu được chứ? Để Liên Y hầu hạ đế quân tắm rửa thay đồ được không? Đi đi. Có không? Giấu kỹ như vậy, tộc Tuyết Lan này đúng thật xảo quyệt đến tận xương rồi. Ta đi lấy y phục thay cho đế quân. Mau mau mau.